Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thử xem cách sử dụng máy hút sữa 2 bình của hãng Sanity. Đây là dòng đời cũ ha, 2.460.000, hiệu mã hiệu là AB5316. Còn cái dòng đời mới á, thì nó sẽ có pin sạc và nó hút 2 pha lệch pha. Thì còn sẽ có cái video hướng dẫn cách lựa chọn rồi và cách sử dụng của từng dòng máy. Và hôm nay chúng ta sẽ thử sử dụng cái dòng máy này. Rồi, bây giờ khui máy nha. Giờ do đây là máy mẫu nên nó hơi cũ một xíu. Một bên là cắm điện ha, DC 6V và một bên là cắm chui hơi. Thì cả nhà mình thấy cái chú ý cắm cho đúng chỗ ha. Rồi, mình sẽ cắm cái ống hơi này vào cái bộ chia. Đây, mình sẽ cắm vào chính giữa ha. Rồi tới đây chúng ta sẽ chia ra làm hai bình. Đó. Còn Sơn ví dụ nếu mà như cả nhà mình xài một bình thì mình cứ cắm cái này trực tiếp vào. Nếu mà mình mua cái máy hai bình mà mình xài như một bình vẫn được cả nhà ha. Đó, cắm trực tiếp thế này. Rồi còn nếu mà mình xài hai bình thì mình sẽ vào cái bộ chia. Rồi sau khi mà mình bơm sữa đầy bình á, mình có thể cho bé bú trực tiếp hoặc là mình có thể cho vào cái túi trữ sữa mình giữ vào tủ đông để mình có thể hâm lại cho bé sử dụng sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vào đây ha. Rồi cả nhà thấy nè, cái máy này rất là đơn giản dễ xài, chỉ có một nút thôi. Nút đo và tăng giảm. Rồi mình sẽ bấm mở nguồn nè ha. Đó, cái máy chạy. Rồi mình sẽ có ba cái nút cảm ứng bên trên. Ví dụ chọn cái chế độ này là kích thích sữa nè, và chế độ này là hút sữa. Mình có thể chọn một trong hai để chọn cái nào mà mình cảm thấy nó phù hợp ha. Và nút này là tăng giảm nha, cộng để tăng cái cường độ lên, còn trừ là để giảm lại. Rồi cả nhà thấy ha, nút nguồn, mở nguồn và ba cái nút cảm ứng chức năng, chọn chức năng và tăng giảm. Rồi ví dụ mình đưa cái tay mình vào nè, thấy không? Đó, nó hút rất là mạnh. Thì cái giá thành nó sẽ gấp đôi. Đó, nhưng mà mình cũng có thể sử dụng được một bình giống như cái máy bình thường, và mình sẽ sử dụng được hai bình. Và đương nhiên hai bình thì sẽ tiết kiệm thời gian rất là nhiều ha. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình cách sử dụng máy hút sữa hai bình của hãng Sanity. Rồi tạm biệt cả nhà mình ha. Có gì thắc mắc thì cứ gọi cho Hoàng Sơn hoặc liên hệ vào số điện thoại bên dưới.